trên đường về, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, dối kia thắm mãi bên vàng trầu. Chính Chúa đoán thương con
và em con cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già. Rồi họ đồng thanh nói: Amen, Amen. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu nói với mẹ,
Thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc, người gạo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Mỗi chum định được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ hãy đổ nước đầy các chum, và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc, và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng đều tiếp đại rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàn ra, còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea, và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ đã tin người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Không phải là chỉ ngày vui cho ông bà thôi, nhưng cả giáo xứ và nước trời vì sự trông thắng của hai người. Trong bài học 1, chúng ta nghe anh Tobia bắt đầu đời sống mới với chị Sarah bằng lời chúc tụng Thiên Chúa. Họ nói với Thiên Chúa vì lòng chân thành họ mới lấy nhau, và xin Thiên Chúa ban cho họ được sống với nhau đến tuổi già. Chúng ta không biết câu chuyện của anh Tobia và chị Sarah kết thúc như thế nào, nhưng con nghĩ nếu anh Tobia và chị Sarah được sống đến 50 tuổi hôn phối, thì họ cũng sẽ đến cảm tạ Thiên Chúa trong tình trạng thờ như ông bà hôm nay. Chắc nếu ông bà biết nhìn thấy 50 năm trôi qua thật quá nhanh, nhưng 50 từ thành năm xưa, trong đó qua bí tích hôn phối, ông bà đã liên kết cuộc sống với nhau bằng mối dây không thể nào ngỏ gợi. Giờ đây trước mặt Chúa, ông bà muốn lặp lại những lời hứa mà năm xưa ông bà đã cam kết với nhau. Ông bà hãy thỉnh cầu Chúa ban ơn để những lời hứa này được nên vững bền. Lạy Chúa, chúng con chúa vì nhờ ơn Chúa con đã nhận và đây làm vật. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì nhờ ơn Chúa con đã nhận ông đây làm chồng. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa với lòng chân hậu, Chúa đã hiện diện trong suốt cuộc sống của chúng con. Khi định vừa cũng như lúc nha trang, chúng con lại xin Chúa phù trợ để chúng con luôn trung thành yêu thương nhau, hầu trở nên những nhân chứng của cha ước mà Chúa đã ký kết với loài người. Xin Chúa, Chúa chỉ dẫn ông bà mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Xin Ngài an ủi ông bà và che chở, phù giúp ông bà khi thịnh vượng, và cho ông bà được tràn đầy phúc lành của Ngài. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Lạy Chúa, xin ban phúc lành và thánh hoa cho tình yêu của các tôi lên Chúa lên. Xin cho những kiến nhân mà ông bà coi là giáo chi của lòng chúng tôi cũng nhắc nhở cho ông bà về lòng yêu thương nhau và vẻ đáng sống của bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chương trình rất công ngoan của Ngài để chúng ta vinh sự cứu độ bằng tình yêu, bằng lòng chung quy và bằng sự phong phú của hôn nhân. Vì chúng ta hãy cần cầu lòng thương xót của Cha chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với thánh trần nhân hiện thể tinh túy của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, hôm nay là ngày trọng đại của cha mẹ chúng con kỷ niệm ngày hôn phối 50 năm. Xin Chúa ban muốn ân lành cho cha mẹ và tất cả mọi người trong đại gia đình chúng con được mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ bí tích hôn phối, tình yêu của cậu mợ chúng con đã được thánh hiến nhờ máu Chúa Kitô. Xin Chúa luôn đồng hành với cậu mợ chúng con trong mọi ngày, giúp cậu mợ chúng con bước đi trong chân lý và ân sủng của Chúa. Xin cho tình yêu mà suốt 50 năm qua cậu mợ chúng con tỏ bày luôn được đầm thắm và triển nở trong đời sống. Cậu mợ chúng con trở nên dấu chỉ tình yêu Chúa Kitô và hội thánh của Người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đã được liên kết với Đức Kitô và hội thánh của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết nuôi dưỡng đời sống đức tin kết hợp với Chúa qua việc xin năng năng nhiều thánh lễ, đọc kinh Hân Hôi và thực hành đức ái. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa đã luôn gìn giữ ban muôn ân lành cho cậu mợ và gia đình của chúng con. Xin Chúa trả công và ban muôn phúc lành xuống cho tất cả những ai đã đức công vun sới cho tình yêu của cậu mợ chúng con trong suốt 50 năm qua. Và xin Chúa thương ban cho ông bà và thân phòng quyến thuộc của chúng con đã qua đời sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho cộng đồng gia đình có nền tảng vững chắc. Xin chúng con nghe lời cầu khẩn của các đôi tay Chúa đây và ban cho họ khi nơi theo gương mẫu của thánh gia biết không ngừng ngợi khen Chúa trong niềm hân hoan nơi nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thank you.
chị em hãy cầu nguyện cái ý nguyện của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ này. Chu đầu cho chúng con. Chúa đã hôn nâng con người được tạo thật do em, do anh bé của tập từ ai Chúa nên địa vị cao xem dường em để Chúa luôn lấy hình ảnh chân thật của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo những con người vì tình yêu, Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ xuống lực tình yêu để được Chúa cho thông bằng tình yêu vinh cứu của Chúa. Chính màu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thánh nhân tình yêu nhân loại nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thiên thần, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: chúng con tha thiết hãy xin Chúa cho chúng con khi trong phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa đang đông khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức nên cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giáo hoàng Roberto chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thánh bằng huynh thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thảy được vào vườn ảnh sáng tôn nhan Chúa. Xin Chúa, chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Thánh Đường Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bèn trăm năm đức tin nữ, các thánh từ vị đạo nước Việt Nam, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự thâm nhập của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứ thế và thế theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Trời Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha đầy điện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được ăn hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng con ca ngợi và chúc tụng Chúa, là Thiên Chúa và là Đấng tạo dựng muôn loài. Ngay từ đầu, Chúa đã dựng nên người nam và người nữ, để họ làm nên một công đoàn sự sống và tình yêu. Chúng con cũng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đôi thân ban phúc lành cho cuộc sống gia đình của các tôi tớ Chúa, đây là ông Hùng và bà Tiên, để cuộc sống này biểu lộ hình ảnh sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy hôm nay xin Chúa nhân từ nhìn đến các tôi tớ Chúa đây, và như Chúa đã gìn giữ họ, họ thông điệp với nhau khi được vui mừng cũng như lúc phải lao nhọc. Xin Chúa không ngừng làm cho giao ước hôn nhân của họ được sống động, cũng có tình yêu và mỗi giây an bình nơi họ, để cùng với đàn con cái bao quanh họ luôn được phương phúc thành của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng ông bà anh chị em. Thì đến hồn con sẽ là
ta dâng lời cầu nguyện. Ba cô Phạm Khắc Hùng và bà Maria Phạm Thị Vĩnh Tiến trải qua 50 năm hôn phối, trải qua bao nhiêu gian nan thử thách của cuộc sống, và người em dịu đã từng có từng trải qua gian nan thử thách của cuộc sống, anh chị đã từng trải hoa trái đầu mùa mà Chúa đã ban cho anh chị là có tới 50 con, 3 gái 2 trai, 6 cháu nội, 6 cháu ngoại, 2 cháu nội. Trải qua bao gian nan trong cuộc sống, nhất là những ngày đầu trên đất Mỹ, cuộc sống gian nan, cơ cực vất vả, nhưng Chúa đã ban cho anh chị qua vượt qua được cho tới ngày hôm nay. Đó là một đặc ân Chúa dành cho anh chị và các cháu. Những ngày đầu trên đất Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, nhưng với niềm tin và Chúa quan trọng, Chúa đã ban cho anh chị vượt qua mọi khó khăn cho tới ngày hôm nay. Xin chúc mừng anh chị và toàn thể các con các cháu một ngày chan hòa hạnh phúc và yêu thương. Xin mời câu thơ trong tư nguyện cầu cho nhau của Francisco. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối ngầm ngàn, có yêu thương nâng đỡ ở an, sắc son hiền ngoan. Xin cho chàng như mây như vàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Xin chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Có được những đứa em con trong sống, trong cuộc sống rất vất vả, nhưng mà con nhìn lại trong cuộc sống ngày hôm nay, cậu mở con đã trải qua 50 năm cuộc sống bên nhau và rất là hạnh phúc. Chính con đứng đến đây con rất là cảm động khi được nhìn thấy cậu mở con rất là hạnh phúc trong ngày hôm nay. Thì con xin được cầu xin Chúa ban cho cậu mở luôn luôn hạnh phúc và sống thật lâu nữa với tụi con, với con cháu, yêu thương tụi con những ngày chúng con còn bé cho đến bây giờ. Xin cầu mở nhận đây là món quà nhỏ của anh chị em, của gia đình của chúng con. Xin mời cầu mở. Xin mời cầu mở đứng để nhận các em món quà của chúng con. Sức khỏe đến cha, các bác, các anh, các chị và tất cả mọi người.
Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, trong gia đình ra khơi, để những lời ca tiếng hát làm cho thánh lễ thêm phần sốt sắng và trang trọng. Sau thánh lễ, kính mời các cha, mời cha, các bác, các anh, các chị, gia đình ra khơi và mọi người ghé nhìn về nhà, con dùng bữa cơm gia đình. Một lần nữa, đại gia đình chúng con xin chân thành và cảm ơn và tri ân đến các cha, các bác, các anh, các chị và mọi người. Chúng con xin chân thành. Kính chỉ có mời ông bà mẹ một bó hoa qua tặng cho Đức Mẹ. Cầu xin Đức Mẹ cầu vầu tiếp tục cho gia đình và cho con cái. Chúng ta đi lên Chúa rồi, chúng ta
hát một bài thời tiết cha mẹ được cái ăn cái gì ăn nhá. Cô Hằng. Gặp cái tên cha bà con và thánh thần amen. Xin Chúa thánh thần người thương thăm biết hồn con. Thank you.
cơ trình nó bằng đó cho là đúng rồi là thôi. Bây giờ ấy đi, giờ chúc mừng ba mẹ hôm nay. Lấy cái microphone đi hả? Lấy microphone. Bây giờ mày ăn ngồi chơi đi, ngồi với khỏe. Ăn bà thủ lĩnh này cho an toàn, nó nói. Ăn nói rồi. Rồi nói này. Hôm nay kỳ kỳ mà. Cháu ở đây không phải chừng, người ta gần đó đó, đi qua năm cầm đó. Năm nay
Rồi, đi vô đi. Pass.
John, John, give me the microphone. Okay. Okay, good.
nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Dối kia thắm mãi bên vàng trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bến sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió mơn mang theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trên đường quê cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Dối kia thắm mãi bên vàng trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bến sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió mơn mang theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên hoa.